Xin kính chào toàn thể anh em. Clip này mình test âm thanh của con Akufei 302 cho bác khách, và luôn tiện để mình test vào cái loa RLS Limited của Mỹ để anh em thưởng thức. Anh em muốn đầu tư loa Mỹ và giá mềm thì đôi này là tuyệt vời. Bát 30, gân vải xếp tầm dầu, một mid một chép, có hai cốt server để chỉnh cho mid chép luôn anh em. Hàng còn rất là sạch đẹp với mức giá 11 triệu ha. Bây giờ xin mời anh em nghe qua cái đầu giải mã Sony là nguồn phát với ca sĩ Bảo Yến. Sườn tây xòa